Xin chào các bạn, Bình Nè đây. Và các bạn thấy trước mặt mình đây đang là một cái bưu kiện rất là to và rất là nặng, được gửi về từ nước Anh xa xôi các bạn. Và Bình Nè phải mất tới 3 tuần để đợi cái bưu kiện này tới nhà của mình. Và mặc dù là Bình đã chờ đợi rất là lâu và rất là nôn nao được khui ở bên trong ra, thế nhưng mình phải đợi tới lúc mình thu xếp được hết những cái việc khác để có thể quay một cái video đập hộp cùng với tất cả các bạn. Thôi bây giờ mình còn rất là nôn nao luôn các bạn. Và mình nói vẫn còn rất là run luôn á. Mặc dù là mình biết ở trong này là cái gì rồi, thế nhưng mà mình vẫn rất là hồi hộp ha. Ok, và bây giờ chúng ta sẽ let's go. Giờ mình vẫn còn đang rất là run luôn các bạn. Nào, chiến thôi. Bên trong này là hai chiếc áo thi đấu của thủ thành Ammonia, idol của mình đó bạn, của câu lạc bộ bóng đá Arsenal. Chiếc áo này là chiếc áo mẫu năm 2010 rồi, tức là tới nay nó hơn 10 tuổi rồi các bạn, sản xuất được hơn 10 năm rồi mình mới sưu tập được. Bạn thấy nó khó không? Tất nhiên là giá của nó cũng không hề rẻ một tí nào đâu các bạn. Nào, chúng ta tiếp tục nha. Trời ơi. Ok. Tiếp tục. Đầu tiên sẽ làm một chiếc áo. Một cái quần. Ok, một chiếc quần thi đấu của thủ môn Ammonia các bạn. Một lát nữa mình sẽ quay cận cảnh cho các bạn xem. Và một chiếc áo rất là đẹp ha các bạn, rất là đẹp, tuyệt vời không ạ? Và một chiếc áo nữa. Có thể các bạn thắc mắc là vì sao mà hai chiếc áo này giống nhau mà mình vẫn sưu tập, thì thật ra nó không giống nhau đâu các bạn à. Chiếc áo này là chiếc áo được dùng để thi đấu tại giải bóng đá ngoại hạng Anh, còn đây là chiếc áo được dùng để thi đấu tại giải Champions League. Ở Việt Nam mình hay gọi Champions League là cúp C1 đó các bạn. Nếu mà để ý thì sẽ thấy rằng là cái chữ đây và cái số được in sau lưng áo của giải bóng đá Champions League nó sẽ khác với phiên bản thi đấu tại ngoại hạng Anh. Còn đây là logo của giải đấu được in trên hai cánh tay của hai chiếc áo. Đây là logo của ngoại hạng Anh nè các bạn, Barclays Premier League. Đây. Và đây là logo Champions League, một cái hình quả bóng là quen thuộc rồi. Quả bóng này có 8 ngôi sao và rất là nhiều những hình quả bóng chìm ở đây. 8 ngôi sao này tượng trưng cho 8 đội trong lịch sử giải bóng đá này từng bảo vệ thành công chức vô địch tính tới trước năm 1992 hả các bạn. Và sau năm 1992 thì chỉ có duy nhất Real Madrid làm được điều tương tự, đó là một cú ăn ba lịch sử. Còn đây là mặt trước của hai chiếc áo. Thường chúng ta chỉ mua được phiên bản dành cho fan hâm mộ thôi. Bản fan hâm mộ khác với bản cho cầu thủ mặc như nào? Đây, đây là điểm khác biệt mà bản cầu thủ có, còn bản fan hâm mộ sẽ không có. Đó là những cái lỗ thoáng khí nằm ở hai bên sườn chiếc áo. Đây là một cái công nghệ sản xuất của Nike các bạn, mà ngày nay thì Nike cũng đã không còn sản xuất kiểu này nữa. Và cái điểm khác biệt thứ hai sẽ nằm ở bên trong chiếc áo. Chúng ta có thể thấy ở đây. Họ có in một cái dòng thông tin về chiếc áo như thế này. Còn đây là chiếc quần hả các bạn. Má ơi nó to luôn á, nó to bằng nửa cái bàn nhà mình nữa các bạn. Hơn nửa cái bàn á. Thì chiếc quần này cũng là chiếc quần phiên bản thi đấu tại giải cúp C1 hả các bạn. Nhìn cái số là mình biết nè. Đó. Cái quần này nó cũng có một công nghệ rất là đặc biệt luôn. Đây là những cái lỗ thoáng khí ở phía sau. Và khác với suy nghĩ của rất là nhiều người thì logo quần và logo áo hoàn toàn có kích cỡ bằng nhau các bạn nha. Bình thường thì chúng ta vẫn nghĩ rằng là logo ở quần thì nó sẽ nhỏ hơn, điều đó không phải. Đối với một câu lạc bộ tiêu chuẩn như Arsenal thì mọi cái thiết kế của họ đều có một cái tiêu chuẩn theo quy định của giải đấu. Thì chúng ta đây là một cái thông số đó đáng tin cậy rồi. Yeah, như vậy là mình đã vừa đập hộp xong hai chiếc áo và một chiếc quần của thủ thành Ammonia của Arsenal, idol của mình hả các bạn. Và tất cả những sản phẩm ở đây thì đều là theo tiêu chuẩn của cầu thủ thi đấu, cho nên là giá thành của nó cũng khá là cao.
Ở thời điểm mà nó mở bán á, thì giá của mỗi chiếc áo là khoảng 160 bảng Anh, chưa có bao gồm giá của quần và chưa có bao gồm chi phí in ấn nha các bạn, in tên, in số và in logo giải đấu ở hai cánh tay á, thì cộng thêm 24 bảng. Như vậy mỗi chiếc áo sơ sơ là khoảng 180 bảng Anh rồi đó, rất là mắc. Và chưa tính là mình sở hữu chiếc áo này vào năm 2021, tức là sau 10 năm chiếc áo này ra đời, cho nên là cái giá trị sưu tập của nó từ người chủ cũ của nó đã bảo quản suốt 10 năm qua, cho nên là giá của nó sẽ còn cao thêm nữa. Cách đây 10 năm nếu mà mình mua cả hai chiếc áo này cộng với chiếc quần này á, và cộng thêm nhiều cái loại thuế phí khác để ship về Việt Nam á, thì ba vật phẩm ở đây có giá sơ sơ là khoảng 10 triệu. Và đây cũng không phải là hai chiếc áo duy nhất mà mình sưu tầm về idol của mình đó các bạn. Mình có khoảng hơn 10 chiếc áo in tên của anh ta trong rất nhiều năm mà anh ấy thi đấu cho Arsenal luôn. Và trong đó có hai chiếc áo là mình được chính Amunia gửi tặng, gửi từ Tây Ban Nha qua Dubai về tận Việt Nam để tặng cho mình các bạn. Rất là tuyệt vời. Ngoài ra thì mình còn có ảnh có chữ ký nè, găng tay có chữ ký nè, ảnh chụp cùng với anh ấy nè, và rất là nhiều những sản phẩm khác nữa. Và mình hy vọng là sớm thôi, đợt dịch lần này sẽ qua đi và mình sẽ có dịp gặp lại anh ấy để xin chữ ký lên toàn bộ những chiếc áo mà sau này mình có được, bao gồm cả hai cái này luôn và cả cái này luôn. Ok, cảm ơn các bạn đã theo dõi video của mình rất là nhiều, và hy vọng là mình sẽ tiếp tục có những cái sản phẩm gì đó hay ho, một vài những chiếc áo đặc biệt để kể cho các bạn nghe những câu chuyện về nó nhé. Cảm ơn và xin chào.